giờ chả đang đóng cửa chả trốn nhiều. Việc là thank you.
Ngồi đi, đi ra ngủ luôn. Ngủ rồi ông đi cái gì? Ngựa ngủ ngày. Ông có rồi pháo ngựa này ông đánh tôi xin nha gì tôi. Chiếu nó không nổi. Cái này cờ nhanh là không có thu quá. Thu hả? Cờ nhanh là thu quá, khỏi gì nữa. Thôi vui. Bính ăn cho nó đẹp chứ. Trời vui mà đi ăn vậy. Cái cờ nhanh là tao bắt thu. Thank you.
ơi. Ở mòn dép. Ở mòn dép. Coi bà hỏi hỏi bà trả lời. Coi có gì ạ? Quên đem sớm nữa không? Còn phút mấy, anh phút quên đem sớm. Chứ cờ sao cô được tỉnh. Đâu chứ gì, tôi còn hai ngựa, hai chốt mà chứ gì chết chốt. Đếm 30 nước, không đếm 30 nước mà quê á. Tại vì 30 nước còn phải di động hai chốt vô. Hai chốt này mà đi vô có chiếc mười mấy nước. Mà đi vô chắc gì cũng thua liền đâu, phải không? Tôi lấy pháo, tôi thủ văn ở dưới này, cái gì nó thua. Cờ mà đi chỉ chậm
tùy người đối diện. Các bạn đó thương giữ thì tùy người đối diện. Mà thoát là gì, đâu phải xe đâu, sợ ngựa không, đâu phải xe đâu thoát. Ôi dưới là Quang nắm chốt, anh Quang là con. Chứ Quang là người con này thòn căng. Thấy chưa? Ăn vô đây thôi đủ làm mày gì? Biết. Ôi. Ăn vô chút đầu đủ. Việc lo đi cũng chốt không. À, không nó lên ngựa bỏ chút đầu vô quá mình cũng thấy. Thấy không? Mình đâu ngờ nó đi có nước tầm phào vậy. Nó lên ngựa nó hâm ăn vô chút đầu của chân Việt á. Hâm cái gì? Hai con tượng đây mà hâm. Đâu tôi ăn ngựa luôn. Thế đó mà anh dám ăn. Tôi bước con ngựa luôn. Hai tượng tôi treo rồi mà khi nào một tượng mới dám chơi mực đó. Không, đi nước cờ ẩu quá chứ. Con này nữa anh coi nè, đâu lên đóng chút đầu từ từ chắc à. Không.
Thank you.
bự không? Cái mày thấy mày lớn luôn. Thank you.
Chia báo đâu có chiếu ý đâu. Không, để buổi chiều anh dành cho em cái số điện thoại của Hùng Trung á, nó đã đặt cái đặt nhóm rồi, nó lấy cái số của anh ấy. Hùng Trung nó cũng dành nó cũng đuổi em á nha nhé. Thank you.
em đi về có đầy. Em vẫn có đi ra đầy. Ông mẹ nó rồi con, rồi con không phải thích cũng được. Cứ hang chỗ cập kè đứng hoài đừng có kéo ra, đừng có ra hảo lộ hang chốt mà đừng có nhích ra, hang chỗ còn sống quýnh sao vô họ bệnh rụng kim bệnh bây giờ cũng kỹ à đi lại. Thank you.
Nó dám mình động con gì đó, mình động dở ăn cái đó là nghe ngựa chú việc mà biết đó nha. Yeah.